Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra quyền vị trí của tất cả những cái ứng dụng có mặt ở trên điện thoại Android của chúng ta. Khi các bạn sử dụng điện thoại thì một trong những cái tính năng cực kỳ quan trọng trên điện thoại hiện nay đó chính là tính năng vị trí. Điện thoại của các bạn nó sẽ có chip GPS để định vị được cái vị trí của các bạn đang ở đâu. Và khi các bạn cài đặt bất kỳ một cái ứng dụng nào trên điện thoại của các bạn thì nó cũng cần muốn là được truy cập vào phần vị trí trên điện thoại của các bạn và được phép sử dụng cái dữ liệu vị trí này phục vụ một số những tính năng cho từng ứng dụng riêng biệt. Tuy nhiên thì không phải ứng dụng nào cũng cần thiết phải sử dụng vị trí, và dịch vụ vị trí là một phần rất quan trọng ảnh hưởng đến quyền riêng tư và cũng như là bảo mật cá nhân trên điện thoại của chúng ta. Chính vì vậy cho nên là các bạn cần kiểm tra xem là ứng dụng nào được phép truy cập vào dịch vụ vị trí và ứng dụng nào thì các bạn nên tắt nó đi, không cho phép nó truy cập vào. Và để kiểm tra được tất cả những cái ứng dụng được phép truy cập vào quyền vị trí có mặt trên điện thoại Android của các bạn thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, trên điện thoại các bạn mở phần cài đặt lên. Tiếp theo các bạn có thể vuốt lên để tìm vào phần vị trí. Ở trong phần vị trí này các bạn có thể tạm thời bật dịch vụ vị trí lên và sau đó các bạn chọn là phần là quyền của ứng dụng. Ở đây nó sẽ có những cái mục là luôn được phép và chỉ cho phép khi sử dụng. Ở đây nó sẽ liệt kê tất cả những ứng dụng được phép sử dụng vị trí của các bạn ở trên điện thoại và các bạn có quyền kiểm tra. Chúng ta có thể là thay đổi, cài đặt bất kỳ lúc nào. Ví dụ các bạn có thể cho phép ứng dụng Facebook này truy cập hoặc là không truy cập vào dịch vụ vị trí của các bạn. Như là các bạn có thể là truy cập vào và các bạn chọn là chỉ cho phép khi dùng ứng dụng hoặc là không cho phép. Và ở đây chính là danh sách tất cả những cái ứng dụng có quyền truy cập hoặc là không có quyền truy cập vào dịch vụ vị trí của các bạn thì chúng ta có thể cài đặt được. Ví dụ như ở đây, trong cái phần là chỉ cho phép khi sử dụng này thì cái ứng dụng Shopee này được phép sử dụng thì mình chọn là phần là không cho phép. Đó, mình có thể là cài đặt những cái ứng dụng mà không được phép sử dụng dịch vụ vị trí của mình sẽ tắt bớt đi. Và trên đây chính là cách để các bạn có thể kiểm tra và cũng như là thay đổi cái cài đặt của những ứng dụng được phép sử dụng dịch vụ vị trí trên máy điện thoại Android của các bạn.